sự thì cô cũng rất là đam mê với cái bộ môn này đó. Tại vì mỗi lần mình chơi mình cảm thấy là cái đầu óc, cái trí tuệ mình nó phát triển lên rất là nhiều. Ok, vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng gặp tới thí sinh cuối cùng. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp Gina. Tổng đi ăn lẩu không vậy? Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón Venezuela và Việt Nam. Thưa quý vị, và thí sinh cuối cùng của tập cuối, và chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh chuyển ngữ trước khi mà bắt đầu. Dạ, xin mời các thí sinh. Thí sinh Sena, mình có bị vấn đề về thị giác không ạ? Dạ, nếu không có mình cất cái mắt kính nha. Dạ, mình phải ăn hết cái bánh này mình mới chuyển ngôn ngữ. Riêng thí sinh Việt Nam mình ăn luôn nè. Cô ơi, mình ăn bánh thí sinh Việt Nam cho mình bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Mình ăn bánh mì chứ không phải là mình ăn chuối à, mình ăn nguyên cây à. Dạ. Dạ, xin mời thí sinh Việt Nam ăn nhanh giùm ạ. Rồi, thí sinh China mà bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Bánh mì mình ăn mình phải xé ra. Rồi chừng nào mới xong vậy? Dạ, nói được chưa? Nói được chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, Việt Nam đâu có cần ăn đâu, cũng đã nói tiếng Việt rồi ạ. Thí sinh này có vấn đề về trí tuệ, cô xin phép trừ bạn 5 điểm tinh lực. Dạ, thank you, mời bạn thí sinh ngồi xuống bàn tiền. Thưa quý vị, và chúng ta đã có sự xuất hiện của ba thí sinh đại diện cho ba quốc gia rất là dễ thương. Và xin mời các cô sẽ ngồi xuống bàn tiền ạ. Dạ, cho hỏi Miss Gina có vấn đề gì gương mặt không ạ? Dạ không ạ. Dạ ok, cô đang vui hay đang cô đang buồn hay đang vui vậy? Dạ rất vui ạ. À, tại cái mặt hơi buồn. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với món ăn đầu tiên cho ba cô gái của chúng ta. À, Miss Việt Nam có ổn không ạ? Nước cho Miss Việt Nam đi ạ. Nước ạ. Dạ, xin mời cho nước trắng hồi nãy, cho nước Miss Việt Nam. Thưa quý vị, và đây là thay vị của ba cô gái cuối cùng của top 15 thí sinh sẽ thi tham dự các vòng thi. Trước khi vào món khai vị thì cô xin phép trừ Miss Việt Nam 5 điểm thanh lịch nha. Lý do đi thi mà không cạo lông nách. Dạ, yeah, ok. Ngay bây giờ xin cho mời cho nước Miss Việt Nam đi để hơi mắc nghẹn chết. Dạ. Yeah. Yeah. À, chưa có tâm mà mình ăn xong tiệc mình mới có tâm thưa cô. Anh mình xong chưa ạ? Dạ cô ơi, cái đó là mình con gái mình uống nước chứ không phải cầu thủ đá banh à. Mình phải góp vô ly thưa cô. Dạ, mời ba cô bắt đầu khui món khai vị ạ. Xin mời. Xin mời thí sinh Việt Nam khui món khai vị. 1, 2, 3, khui. Yeah. Dạ, cô mới có dở thôi, em mời cô khui lần ạ. Món khai vị của chúng ta sẽ là món sầu riêng. Thôi bây giờ cô xin phép xin mời thí sinh China đi. Xin mời em. Có dụng cụ luôn hả? Ôi trời đất ơi. Nó đi thiêu mặt rồi. Mày giống như đi khoan cắt bê tông cũng đem vũ khí hả? Ủa? Dạ thưa cô, mình sầu riêng mình có thể khui bằng dao nhỏ hoặc là nĩa là cũng được ạ. Cô có hiểu lầm gì không ạ? Dạ không, nó đã chín rồi. Dạ. Cô ơi, cái này là đồ ăn chứ không phải là hả? Xin chạy đồ hàng tiện à. 5 điểm thanh lực nha. Khui sầu riêng chúng ta không dùng muối với lại cái tủ cấp như vậy. Rồi, một lát cô sẽ nói lý do vì chúng ta sẽ khui sầu riêng như thế nào. Xin mời thí sinh Venezuela. Em bị trừ 5 điểm thanh lịch vì đứng dậy mà làm đổ chén. Rất là đẹp quý vị ha, rất là nền nã. Dạ. Ủa, em bị vấn đề về dây dày. Trời đất ơi. À cô ơi, cô à, cái đồ ăn cái sầu riêng rồi với lại là cái vỏ xe đạp rồi cô. Dạ. À, cô xin phép trừ 5 điểm thanh lịch nha. Dạ. Đây chắc có lẽ là những đến từ những quốc gia phương Tây thì không biết ăn sầu riêng đâu, xin mời Việt Nam ạ. Việt Nam chắc chắn là sẽ biết khui sầu riêng, xin mời em khui sầu riêng. Đó quý vị thấy cách khui sầu bài bản nha. Một cô gái thanh lịch thì mày làm cái gì vậy? Cô xin trừ em 10 điểm thanh lịch vì lý do hành động của em quá bạo lực. Dạ,
xin lỗi là Miss Việt Nam. Ô dạ dạ, dọn đồ ăn đi, hết giờ rồi, xin mời em. Dạ, dọn đi, dọn đi, dọn đi, dọn đi. Người chết chạy trong miếng rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi bà cô giáo, cô Trang ơi, cô Trang. Rồi dọn đi em, dọn đi, dọn đi, dọn đi, dọn đi. Trời ơi tôi chết rồi. Trời ơi con Venezuela nó đẹp mà nó nãy kìa. Ngon vậy má. Bà sầu riêng, ai mà mua sầu riêng kéo gì trời. Ổn không vậy? Trời ơi nó mời khán giả luôn. Trời ơi. Ok, cảm ơn rất nhiều. Rồi, xin mời món thứ hai ạ. Xin mời các cô ngồi vào vị trí của mình ạ. Xin mời ạ. Cái đối với chị món thứ hai là các người đẹp sẽ được ăn ốc len xào dừa. Ê cô ơi, cô ơi, tự trọng coi. Dạ xin mời mình tự trọng, mình ngồi lên ạ. Dạ mình còn muốn tới nhắm thì chứ không phải muốn tới đi nhậu ạ. Dạ xin mời cô ơi, đây là món ốc len xào dừa rất nổi tiếng ở những vỉa hè Việt Nam. Dạ cô xin mời. Dạ xin mời cô nhờ cho em chào cô Liên. Trời ơi chào cô, xin mời tôi còn không biết mời lâu bạn. Cái món này chắc là phải mời thí sinh Việt Nam nha. Cô xin mời thí sinh Việt Nam chúng ta ăn trước nha. Cái đứa gì cô gái Việt Nam ăn ốc len xào dừa nhã nhặn là như thế nào? Chúng ta cùng nhìn ngắm như đẹp vĩnh quệ quý vị nha. Ăn ốc len một cách dịu dàng. Ê! Con ốc chứ không phải cái bánh bao mà mày nuốt hết cái vỏ. Cô xin phép trừ em 5 điểm thanh lịch. À, ngậm vô xong rồi mới hút. Trời ơi. Rồi cô xin mời Venezuela ăn ốc. Nó lấy cái khúc dài nó lễ ốc ông nội ơi. Trời ơi, con xin chừng em 10 điểm thanh lịch nha. Mày quá mất vệ sinh. Cô ơi, mình đừng có trường, mình để cho nó ăn thử đi cô. Dạ, rồi, bây giờ xin mời các cô sẽ bắt đầu là mình khui thức uống ạ. À. Dạ, xin mời. Xin mời các em khui bia. Cô ơi, nó trừ điểm rất là thông minh. Nhưng mà em la lớn quá, trừ em 5 điểm thanh lịch. Xin mời anh phục vụ có thể là khui bia dùm cho chúng em ạ. À. Ôi, quá chuyên nghiệp. Dạ, em thấy là cô Nghĩa Trang bữa nay là không ổn rồi đó. Chuẩn bị đi. Alo, cô chỉnh Trang chứ. Cô ơi, uống nhiều quá có chừng gặp Nghĩa Trang thiệt nha cô. Chết cha, Miss Việt Nam cháy tóc rồi. Cho thưa cô mình ăn nhậu. Chúng ta nâng ly đi ạ. Dạ. Rồi, nguyên một bàn bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Uống bia thì sao? 1, 2, 3, vô! Rồi, quá đã đúng không? Ê, giờ sao ta? Ê, cô ơi, mình còn một món nữa hay là cô cắm hết rồi mình nhậu với nhau được không? Thôi, bây giờ mình đừng có ăn đâu, mình kiếm cái gì chơi đi. Chơi cái gì giờ? Bây giờ cô mặc cái đồ đánh bài nè, có bài nè. Giờ đánh bài đi cô ơi. Chết cha. Cô ơi, lột cái bài này luôn. Mua lên bài luôn. Trời ơi. Dạ, con lại mấy má. Dạ, con lại mấy má. Dạ, dạ. Rồi được rồi, có cái ra cho đi. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn cô. Còn bữa nay em đã sai lầm khi mời cô tới nha. Dạ cô ơi. Dạ bây giờ cô có ý kiến gì về những thí sinh nữa không ạ? Dạ. Lời đầu tiên thì cô xin phép là nhận xét tất cả các thí sinh của đoàn của chúng ta là dạ. Rất là tài năng. Dạ cô còn tỉnh không ạ? Nói chung là nụ cười của cô nó hơi vô tri á. Nói chung là vui á. Vui nha. Cái đầu con sắp xúc ra nè. Cô ơi, cô quên chấm hối nè. Dạ nói chung là vui đó má. Rồi chút kinh nghiệm nha, lần sau đừng mời cô nữa nha. Dạ mệt mỏi. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ xin mời các anh chị ngon miệng và xin mời các dàn thí sinh cũ chúng ta kêu số cho bà con đi ạ. A Di Đà Phật. Quá trời quậy rồi. Trời ơi, xấu
xuống. Gì ra mấy gì vô, mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy con mấy gì ra xuống. Gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Chúc xin chúc mong đâu.